Sau khi áp dụng quỹ bình ổn, giá xăng và các mặt hàng dầu cùng tăng. Theo đó, từ 15 giờ chiều nay, mặt hàng xăng E5 có giá trần là 20.143 đồng một lít, tăng 252 đồng. Xăng RON 95 ở mức 21.397 đồng một lít, tăng 266 đồng. Dầu diesel 16.022 đồng một lít, tăng 355 đồng một lít. Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định không trích lập quỹ bình ổn giá đối với xăng E5, trích 150 đồng với xăng RON 95, 200 đồng với dầu diesel và dầu hỏa, dầu mazut là 100 đồng. Ở chiều ngược lại, mức chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng E5 là 900 đồng một lít, còn lại xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut không chi sử dụng quỹ bình ổn.